Hồng khi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái thơm hương. Duyên ai qua sông nụ cười mơ mông, bằng lòng đi em anh đó qua cầu. Xin chào các bác. Trong buổi tối đêm nay em xin giới thiệu tới các bác một kênh đài của hãng Aiva. Model này em đã từng bán một chiếc ở trên kênh YouTube của em rồi. Và cũng đã từng có video hết sức là chi tiết. Đây là chiếc thứ hai với tên mã là MRX1. Sau đây em xin gọi ngắn là Aiva X1. Dòng này nó có một cái thiết kế khá là trang nhã, nhìn nó nhẹ nhàng. Kể cả những người khó tính đến mấy khi nhìn vào cái thiết kế này cũng có đôi phần phải công nhận là nó thực sự là một cái món đồ được hãng Aiva rất chăm chút về khoản thiết kế. Thứ nhất là nó cân đối, thứ hai là nó sáng sủa. Tuy đây chỉ là một cái đài nhưng về tính năng nó cũng có khá nhiều đi ạ. Ở cái đoạn test music vừa rồi là các bác vừa được nghe em test bằng cái đường AUX, tức là nghe bằng điện thoại hoặc là cây máy tính. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái đài này thay thế một cái loa vi tính. Đó là một. Cái thứ hai là nó chạy được đĩa CD. Thứ ba là nó chạy được đĩa MD, tức là đĩa MD. Thứ tư là nó nghe được radio FM 108. Và thực sự ở cái khoản FM 108 này thì nó đáp ứng rất tốt cái nhu cầu
nghe đài tiếng nói Việt Nam của các bác từ xưa đến nay yêu cái làn sóng điện này. Cái chiếc X1 trước đây em từng bán thì ở phía trước mặt, ở cái lớp kính phía trước là nó có một cái vết rạn. Chiếc này thì về nhan sắc là khá khẩm hơn chiếc trước một chút. Đặn rồi em về một lô 7 cái đài. 6 cái kia nhìn khá là ớn. Em thấy chiếc này sạch sẽ, đẹp đẽ nhất thì em cho lên sóng. Em cũng có một bác khách quen tên là Lương. Bác có dặn em là chừng nào có đài thì báo cho bác biết. Đài hãng nào cũng được. Ngày hôm nay em lên sóng chiếc Aiva X1 và cũng sẽ dành quyền ưu tiên đầu tiên cho bác. Nếu như bác không ưng thì em mới bán cho người khác. Và cũng xin báo cáo luôn là em còn 6 đến 8 cái đài nữa. Đa phần là có cái kích thước bằng này hoặc lớn hơn. Đồ bãi thì các bác biết rồi. Nó khá là ngả ngốn và không phải là cái đài nào cắm điện vào một cái nó cũng chạy ngay đâu ạ. Như cái đài này thì cắm điện một cái là nó chạy full tính năng luôn. Chính vì thế em mới bốc nó ra để cho lên sóng. Đây là đài stereo, nó sở hữu hai cái loa toàn giải. Kích cỡ màng loa toàn giải là vào tầm 7,7 cm. Với mỗi một củ toàn giải này có công suất là 2,5W. Về kích thước, chiều cao, cân nặng và những thông số khác em sẽ ghi ở phần chú thích bên dưới video. Và tất cả những cái liên quan đến phần hướng dẫn kỹ thuật, xin mời các bác vào YouTube gõ cái từ khóa tìm kiếm là Aiva MRX1. Kết quả trả về sẽ thấy ngay một cái video của em khá dài, trong đó có hướng dẫn chi tiết cái cách ghi đĩa MD và xóa đĩa MD. Ở phía trước mặt chúng ta nhìn thấy dòng chữ MDLP. Đây là mấy cái chữ cái viết tắt của cái cụm từ Mini Disc Long Play, có nghĩa là đọc được những thể loại đĩa MD có độ dài đến 80 phút. Ổ đĩa MD được đặt ở vị trí trung tâm và đây là nút Eject ra đĩa MD. Một lát nữa chúng ta sẽ test cái khoản đĩa này. Ở bên phía trên tiếp tục lại nhìn thấy tên model và nó báo ở đây là cái ổ đĩa CD này đọc được thể loại đĩa chép, tức là đĩa CD trừ R và đĩa CD R V đúc. Khi chúng ta ấn vào cái nẫy này thì là cái cửa bên phần CD nó mở ra. Trong này em có để sẵn một cái đĩa, em sẽ nhấc nó ra cho các bác nhìn rõ hơn mắt mũi. Đây, cơ mắt đây ạ. Cái đài này còn khá là mới. Chính vì nó còn khá mới cho nên là nó chạy ngay. Nó chỉ có dơ xíu bên ngoài. Mà nó dơ thì em lấy khăn lau sạch rồi. Tính em là hết sức là sạch sẽ. Tất cả những bác đã từng mua đồ của em chắc chắn là biết cái độ sạch sẽ của em đến đâu. Tất cả những cái món này em sau khi test em đều bọc bằng bóng dính rất cẩn thận rồi tiếp tục cho vào trong thùng xốp, chèn kỹ rồi gửi đi. Có những bộ sàn nói với các bác thế này, như ngày hôm nay em đóng gói một cái bộ dàn mini mà em phải mua cái thùng xốp mất 40.000, tiền băng keo 10.000 là thành 50.000 đó. Những cái khoản phụ phí đó thì hầu như khách hàng không cần biết và không thèm biết.
Ai cũng muốn là mình mua được một cái món đồ ở cái mức giá rẻ nhất. Và có rất nhiều ông gọi điện cho em nì nèo cái khoản bao ship. Em xưa nay bán hàng thứ nhất là không nói thách. Các bác chỉ có thể mặc cả với những cái thằng bán hàng mà nó một một lúc nó có thể thông báo đến mấy giá. Giá của em khi đã niêm yết ở trên YouTube thì không thể mặc cả được. Các bác chỉ có thể mặc cả với những cái thằng mà nó bảo là hôm nay là một giá, ngày mai giá chuẩn là thế này, ngày kia giá chuẩn là thế khác. Đấy, mặc cả với mấy cái thằng đấy, còn với em không mặc cả được đâu. Trừ khi em tự giác. Em tự giác em bớt thì là bớt được. Có những bác mua hàng của em đến lần thứ 6 cũng chưa bao giờ mặc cả được với em một xu nào cả. Nhưng em cũng rất biết điều. Khi khách hàng mà mua đến lần thứ 6 thì chắc chắn là mình phải tự giác mà mặc cả. À xin lỗi các bác, tự giác mà giảm chứ không phải để người ta mặc cả nữa. Đài có lỗ thông hơi phía sau, hai cái lỗ thông hơi. Và nó được sản xuất vào khoảng năm 2001. Đây là số seri. Có cái đuôi là 1002. Nhất không nhì đấy à. Về nhan sắc của cái đài này là còn rất ổn. Tất nhiên đồ hàng bãi thì không thể nào tránh khỏi những cái vết chảy chớt. Nó sở hữu một cái lớp sơn nhìn khá là sang. Có cảm giác như là cái lớp sơn này nó giống những cái lớp sơn ở trên những con xe máy đắt tiền đấy. Đó, rất trong chuốt. Đây là cái anten để nghe sóng FM. Đài sử dụng điện 100V. Chúng ta bắt đầu test đến khoản radio. Các bác chắc hẳn là thấy ai đó ở trên cái nơi chốn YouTube này đã từng bán cái đài Iva X1. Nhưng em dám chắc chưa ai có remote để ghép cùng với cái đài này ngoài em ra. Cái chiếc Iva X1 bữa trước em bán cũng có remote và đến chiếc này cũng vẫn có. Trên cái remote này chúng ta cũng thao tác được khá nhiều thứ. Đó là fly stop, next bài, chuyển từng bài một. Đó. Chuyển qua lại những cái hiệu ứng music cài sẵn. Cái đài bé như vậy thôi nhưng có cả low note các bác nhé. Về chất âm của nó là không đùa được đâu. Tất nhiên là với những thể loại đài và có cái kích cỡ màng loa chỉ chưa đến 8 cm thì đừng có mong nó đánh uy lực như kiểu bass 12 với bass 14 nha. Dòng này nó có ưu thế đó là nghe nhỏ. Khi nghe nhỏ, chất âm của cái đài này cực kỳ tốt. Có nhiều bác là trong cái thời kiểu mới chơi audio ấy là phải thích cái gì nó phải hoành tráng, nó phải kêu to hả? À, kêu làm sao mà mình mở ở nhà mình nhưng mà thằng hàng xóm nó phải nghe rõ cơ. Nhưng mà sau cái quá trình chơi, càng chơi thì lại càng chơi nhỏ dần. Đến một lúc mà khi cái độ chơi audio nó trở nên tương đối là chín muồi rồi, là các vị bắt đầu đi tìm những cái thể loại loa bass nó chỉ 10 đến 12 cm thôi. Và lúc ấy là các vị không mở những cặp loa bass 30, bass 40 lên nghe nữa mà chỉ nghe cái loại bass bé bé thôi. Đó, lúc đấy mới gọi là level lên cao. Còn tất cả những ông mà bây giờ vẫn đang đi tìm kiếm những cặp bass 40 ấy, đó là những ông mới tập tọa chơi thôi. Giờ chúng ta sẽ nghe một đoạn radio. Cái nút có chữ YouTube TV ở trên cái remote này chính là chuyển về nghe radio. Của mình, để cả khi ở cơ quan hay ở nhà, vừa thay chồng gánh vác công việc gia đình, vừa công tác, vừa ôn thi và đi học để nâng cao trình độ, chị Hoa vẫn lấy được tấm bằng thạc sĩ năm 2007,
bác sĩ chuyên khoa cấp 2. Hai cái nút PCH lên xuống này chính là để lấy sóng đài. Khó khăn thử thách, chị Hoa luôn tận tâm tận lực cho công việc của người thầy thuốc. Chị Hoa chia sẻ, bản thân chị luôn tự nhủ, không được nghĩ, cứ hết giờ trực, giờ làm việc là xong, mà chị luôn trăn trở, suy nghĩ, khám xét cẩn thận để đưa ra chẩn đoán, để ra phác đồ điều trị, liệu trình phù hợp, rồi mới yên tâm ra về. Cái nút có chữ sâu, ở đây chính là cái nút chuyển qua lại những cái hiệu ứng music cài sẵn. Phải có lòng nhân áo, phải hiểu được. Đây là plat, có nghĩa là tắt cái mạch âm sắc. Đây là rock, đây là pop, đây là jazz. Phải thường xuyên chúng ta có thể để cái ở cái chế độ nào mà chúng ta cảm giác như nó hợp với lỗ nhĩ thì để. Giống như chị Hoa, chị Nguyễn Thị Thảo, nữ quân nhân đang để chuyển qua lại các chế độ, chúng ta ấn vào nút OK ở trên remote. Đây là cái chế độ nghe AUX, nó hiện chữ level L, tức là cái cấp độ đầu vào, nó đang để ở mức thấp. Nếu như để ở cái mức 2 cao thì đó là nó sẽ tương thích với cái đầu vào là những cái đầu đĩa than. Còn khi chúng ta nghe bằng điện thoại thì nên để ở level L nha. Ấn tiếp nút OK thì nó sẽ chuyển về phần đĩa CD. Đó, đã tìm được cái đĩa này có 10 bài. Tổng độ dài của đĩa 43 phút 18 giây. Để chơi chúng ta ấn play ở trên remote là hát thôi ạ. Chuyển bài 9 luôn để thử mắt. Vào lời đường phố vắng đêm nào quen một người mà yêu thương xót trao nhau trọn lời để rồi làm sao quên. Như vậy là chúng ta đã test xong khoản đĩa CD. Chúng ta muốn chuyển về phần đĩa MD thì tiếp tục ấn vào nút OK ở trên remote. Nó báo cái đĩa MD này có tổng cộng 13 bài. Đây là nút Eject ra đĩa MD. Không có đĩa nó báo no seat, chuẩn rồi. Đó, cứ thò ra cái đĩa nào là bắt buộc phải cho khách hàng cái đấy. Thôi thì bác nào mua cái bộ này thì em cũng kính biếu cái đĩa. Nói với các bác là cái đĩa em mua vài chục ngàn đó, chứ không có ai cho em được đâu. Đó. Thế vậy là khi mua những cái thứ này của em đừng có mặc cả làm gì. Em rất ghét bị mặc cả nha. Khi mà em bị mặc cả là em sẽ rút bớt những cái cấu hình cho theo đi nha. Nhiều thằng nó bán đài cho các bác á, cái dây nguồn nó còn không cho đâu. Trong khi em thì lúc nào cũng cố gắng lựa cái dây nguồn tốt để cho theo các bác đấy. Quan trọng nó ở cái khâu thái độ đối với nhau. Cái đĩa này là đĩa vẫn có nhạc Nhật ở trong. Do vậy em sẽ ấn next bài liên tục. Chứ không máy chủ của thằng YouTube nó phát hiện ra em sử dụng nhạc có bản quyền là nó khóa video của em ngay. Chuyển bài 4 này. Chuyển bài 9 này.
bài 10 này. Với cái đài này, đĩa CD chạy tốt, đĩa MD chạy tốt. Còn các bác muốn nắm cái quá trình để xóa một cái đĩa MD như thế nào trên cái model Aiwa X1 này, xin mời xem lại cái video mà em đã làm hết sức chi tiết ở trên cái model trước. Ở trên video này em sẽ không nhắc lại nữa. Em bán bất cứ một cái món đồ nào đấy, bao giờ em cũng đặt cái địa vị của em vào địa vị của người khách hàng. Rằng thì là ví dụ như mình mua cái đài này thì mình cần những cái gì ở nó, tối thiểu phải có những thứ gì để đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Tất cả những cái người bán đài ở trên cái nơi chốn YouTube này, hầu như chẳng có mấy ai người ta cố gắng tìm kiếm một cái remote để cho các bác dùng, trong khi các bác rất mong muốn là có một cái remote nếu như cái thể loại đài đó người ta cho phép sử dụng remote. Chính vì cái suy nghĩ đó, do vậy em bằng mọi cách phải cố gắng kiếm lấy một cái remote để mà ghép cùng. Không gì có thể tiện lợi hơn cái việc mà chúng ta có một cái remote có thể tăng giảm volume rồi tắt mở nguồn rồi thì chuyển chế độ nọ chế độ kia mà không cần phải lò dò bò đến tận cái đài mà bấm, trông nó rất chỉ là hãm. Giá hợp lý, có remote kèm theo, tặng đĩa MD, dây nguồn đầy đủ. Em cũng mong bác trai tên là Lương vào xem video. Nếu ưng thì có thể nhắn lại qua Zalo với em để tiến hành chốt cụ thể. Đài đóm em còn ít nhất là 6 cái nữa. Đấy là em chưa tính những cái mà nó tồn từ cái lô trước. Nếu mà tính tồn cả lô trước thì tổng cộng có 10 mấy cái. Với kích thước nhỏ nhất cũng bề rộng cũng phải vào tầm 34-35 kiểu như cái đài này. Cá biệt có những cái rộng đến 50. Rảnh rỗi em sẽ sờ đến cái mớ đó và sẽ cho lên từ từ dần dần. Mong các bác chú ý theo dõi. Phần trình bày của em đã xong. Mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em đề ở chú thích video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.